Sau đây là câu lạc bộ số 2 đến từ Chiêu 12 Khả Lễ. Một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho các chị ạ. À. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể các chị em trong các câu lạc bộ trống của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt câu lạc bộ trống hội Khả Lễ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất. Xin kính chúc các quý vị và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc buổi giao lưu trống Thăng Long chào xuân thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ban giám khảo cùng toàn thể các chị em trong các câu lạc bộ trống hội Thăng Long, đã từ lâu âm vang linh thiêng tiếng trống hội ngày xuân đã in đậm trong tiềm thức của người con đất Việt. Tiếng trống linh thiêng xua đi điều rủi của năm cũ, đón điều may mắn của năm mới đến, nhắc nhở con cháu tiếp thu phát huy hào hùng truyền thống lịch sử của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Hôm nay thật tự hào trong không khí đầu xuân Giáp Thìn, mừng Đảng, mừng xuân, câu lạc bộ trống hội Khả Lễ đến với cuộc giao lưu trống hội Thăng Long với tiết mục múa trống với tựa đề Trống hội ngày xuân, biên đạo do chị Diêm Vinh trong câu lạc bộ trống Khả Lễ biên soạn với âm hát sắc hay, vũ điệu rộn ràng và hấp dẫn. Xin trân trọng kính mời các quý vị cùng thưởng thức. Tiếng trống hào hùng khắp muôn nơi, vang dội suốt ngàn năm văn hiến. Trống vang lên giữa đất trời, trống là biểu tượng ngàn đời sáng soi. Trống hào hùng hồn dân tộc Việt, trống ngàn trống ngân vang sông núi nước Nam. Trống rộn ràng vui như ngày lễ hội, trống tưng bừng như khúc khải hoàn ca. Việt Nam đất nước ta ơi, hiên ngang vững bước sánh cùng năm châu. Nào chị em ơi, hãy nổi trống lên. Yeah.